Ok, chắc mình bắt đầu nhỉ. Mình đang thuộc cái học hiện tại cái môn của mọi người đang là môn số 301 và 303 đúng không? Và em đang học 303. Thịnh 303. Vâng. Rồi, còn người khác nào? Hùng hay là Hưng, Minh Hùng á, mình đang môn bao nhiêu em? Có ba bạn chat ở đây là đang 301 anh ạ. Có bạn Em Tiến, quên. Hiếu Phạm, Trần Hiền đang chat ở đây. Anh xem vào khung chat đấy ạ. Còn lại là 303. Mình là các bạn đều đang làm, mình không phải FU đúng không? À có Tiến FU hả? Hiếu FU Chí Minh. Ok. Vậy cái môn mà 303 mình đang học đến, bọn em có thể dùng mic cũng được. Anh nhìn thấy cái này thì đang hơi bị nên mình nói thử mic. Bọn em 303 đã học đến đến đâu rồi nhỉ? 303 thì em cũng đến đâu là Đến tuần thứ học cái mấy? chương trình của môn đấy rồi thì là đọc cuối bắt đầu làm assignment nha. Sao mình mấy em? Là assignment thứ Sao thứ hai? mà. Ok. Hình như vậy mới có thịnh 303 thôi nhỉ? Ở đây còn bạn Hùng, à, Hùng. Hưng. Hùng 303 em học đến đâu rồi em? Thế này mọi người, tại vì trong cái lần này của mình nó là open talk, thành ra anh sẽ cố gắng là hôm nay có cái buổi anh sẽ cố gắng là lắng nghe những những cái khó khăn và những cái issue cụ thể, vấn đề có thể cụ thể nào mà mọi người đang gặp phải, anh sẽ cố gắng respond, nhưng mà anh cũng sẽ lọc ra những cái nào anh cần thấy nó là chung nhất và nó đang có thể xảy ra với nhiều người, nhiều bạn thì anh sẽ chung ở đấy. Còn những cái câu hỏi nào mà nó quá đặc thù, quá cụ thể chỉ cho một cá nhân á thì anh sẽ note lại đây và anh sẽ giải quyết tiếp theo đấy với riêng bạn đấy sau cái buổi open talk. Thì để cho nó tập trung cho mọi người khác đấy. Thành ra ở đây mình đang có hai cái môn khác nhau, và vừa có các bạn học FU và có các bạn ở ngoài đấy. Thế thành ra trước cái buổi hôm nay thì anh có nhận được sơ bộ là cũng có một số cái thắc mắc của anh em về môn 301 đó và cả môn 303. 303 thì anh có vẻ anh hiểu vấn đề hơn, tại vì anh cũng đã chấm cái môn 303 này cho FU từ đầu đến giờ cũng rất nhiều bạn và anh thấy cái điểm rất là thấp, thì anh cũng hiểu là cái khó khăn của mọi người ở đâu. Thực sự là anh cũng có một số cái điều chỉnh, anh cũng có một số cái nốt cho cái ban cho bên Phoenix để có một số cái kiến thức bổ sung á để mà em có thể học tốt hơn 303. Thì thực sự anh nghĩ là cái phần này, mặc dù các bạn đang học môn 301 nhưng mà những vấn đề mà các bạn sinh viên đang học môn 303 gặp phải, anh nghĩ là cũng là cái bọn em có thể nếu có thì cũng nên chuẩn bị từ bây giờ hoặc cũng ghi nhận lại để chúng ta có thể trước khi chúng ta vào môn 303 thì chúng ta sẽ cũng tìm cách giải quyết nó trước. Đó là cái phần kiến thức bổ sung mà. Ở đây mình đều là học học chính trị hết đúng không? Học học cái chính trị này hết đúng không? Là các bạn 301 sẽ lên 302 chứ không có ai học môn 301 riêng đâu nhỉ. Đấy, thế thì bây giờ với những cái issue của 301 con em có thể là có bạn nào học 301 mà đang thấy mình có vấn đề gì thì có thể nêu lại cho anh nghe được không? Dạ Anh sẽ đi từ bên 301 trước. em là Hiếu, em là Hiếu bên FU Hồ Chí Minh. Thì cái bài assignment thứ số 2 của cái 301 đó, cái thầy thì ở trong nó cứ hướng dẫn là ở trong nó hướng dẫn là mình sẽ của cái nào ta là mình sẽ tạo ra một cái setting setup Ethereum Ubuntu ấy, mà em lại không thấy nó cái bộ setup nó nằm ở đâu cả, cái bài setup nó chỉ chỗ nào vậy nên em không biết. Bởi vì ở trong bài ấy, ở trong bài assignment 2 ấy, nó trên hình nó có hai cái file là start.sh với start.browser, em lại không biết nó tạo ra như thế nào. Ok. Thế là em đã làm đến assignment 2 và em đang 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 gọi là cảm thấy nó hơi bối rối đúng không? Cái là cái phần hướng dẫn nó đang không khớp với cái gì thực hành em đang Dạ đang đúng thấy rồi. đúng không? Dạ. Thì chính xác cái này, cái anh giải quyết này luôn, có thể các bạn khác không gặp nhưng mà cũng có một số bạn gặp vấn đề này thì chắc giải quyết. Ra cái môn 3 lẻ môn đấy môn bài 1 cái assignment 2 á, chính xác ra là thực ra em đã phải làm các bài lab trước thì em sẽ đến cái môn seminar nó sẽ đúng, như là em đã phải làm các bài lab một cách đúng đã. Bài lab là các cái bài cài đặt môi trường
Thì ở Idol. đấy có cái bài lắp đầu tiên ấy, là cài đặt cái Virtual Box, Dạ rồi, dạ cái rồi. Oracle Virtual Box trước. Sau đấy là sẽ cài Ubuntu bản 64 bit. Cái bản 64 bit đấy em phải down down cái bản 64 bit đấy, không phải down trên cái website kia đâu, mà down theo cái link của Phoenix ấy. Tại vì Đào theo Phoenix link. down có một cái file Ubuntu, trong đó đó có cài sẵn cái Ethereum client. Dạ. Thì cái bộ mà hai cái file ở trên desktop em cài trong bản Ubuntu đấy là đi theo cái bản Ubuntu file image ISO mà của Phoenix được link á, Dạ chứ rồi. không phải em sẽ lấy một cái Ubuntu bất kỳ thì Dạ. em cài vào là sẽ có được có hai link trên màn hình desktop ấy đâu. Dạ rồi, rồi. Được không? Thì nó thực ra nó là bản Ubuntu cộng với Ethereum client đã được cài sẵn lên trong cái Ubuntu image đấy. Dạ Thành rồi. ra em phải cài cái bản Ubuntu đấy trong VirtualBox. Cài xong thành công thì em sẽ thấy được hai cái file shortcut icon đấy ở trên cái desktop. À Cuối cái bài lab mà cài cái đấy nó cũng sẽ ghi là khi bạn làm bài lab thành công, nghĩa là bạn sẽ thấy được hai cái file shortcut đấy trên màn hình. Thì ở cuối Dạ. bài lab nó có một câu check đấy. Dạ rồi. Đấy thì em phải quay lại cái bài lab đấy. Em sẽ thấy là nó hướng dẫn lại cài bài lab đấy. Dạ rồi. Dạ em muốn thầy. Ok. Em ở Hồ Chí Minh à? Mình chắc đang học chín luôn trong khu ngoại cao đúng không? Dạ đúng ạ. À ok. Rồi, cái môn 301 có cái bạn nào còn cái vấn đề gì về với assignment hay là gì không? Chắc môn 301 thì lý thuyết thì không vấn đề gì đúng không? Phần 301. Dạ không có gì. À, vẫn còn em. Ok, hiền đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ thì em đang làm cái bài assessment 3 thì tới Sema của cái bài số 1. Dạ. Dạ thì khi mà em tạo được cái hai cái nốt với lại tạo một cái hai cái account trong cái nốt đó, và khi em start cái miner lên á, thì để một khoảng thời gian sau thì em kiểm tra lại số dư á, thì vẫn không có cái số dư trong cái tài khoản đó, nên em không biết là mình bị lỗi chỗ nào quá. cái bài đấy là có phải có một cái giao diện, em sẽ dùng cái giao diện đấy có cái nút bấm đúng Dạ không, không? Để em em sẽ dùng tạo rồi em lệnh hay ăn là trong cái command line của Ubuntu. em lại em qua cái bài đó rồi, đến cái bài command line đúng không? Dùng command line đúng Dạ, không? cái bài cuối cùng, cái bài lab cuối cùng. Ok là bài cuối cùng, ok. Dạ. Em làm cái bài trước đấy cũng trên cái laptop, em làm laptop đúng không? Dạ, trên laptop. Thì trước bài số 2 là chỉ cái nút thôi. Cái bài cuối cùng là mình sẽ dùng cái code, lệnh. Rồi, thế thì em làm bài số 2 mà lúc làm với cái giao diện đó em có một vấn đề gì với cái mining nữa không? Mining có ra được Ethereum không? Dạ không có vấn đề hết, thì em chỉ bấm cái nút start lên là nó có cái số dư liền. Một đợt một lúc là có balance về lớn hơn không đúng không? Dạ đúng rồi, khoảng 9 phút. Ok, nghĩa là cũng xài cái laptop cấu hình như vậy luôn đúng không? Cũng trên một cái máy đấy đúng không? Cái đó là cùng dùng cho cái gói Ethereum của Apple cung cấp. Em hiểu, nhưng mà cái laptop cái máy tính của em là em đang vẫn dùng chung một cái này đúng không? Dạ muốn dùng chung mà. Ok, thế thì này thường nha, cái vấn đề mining mà nó không ra coin á, thì thường vấn đề là nếu các setting mình đúng hết á, thường nó sẽ do vấn đề là cái hardware của mình nó không đủ mạnh. Tại vì mining nó thực là một cái quá trình mọi người biết rồi đấy, nó cứ hashing đúng không, nó chạy hàng bom rất là nhiều, nó ra được cái những cái nó so 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 khớp là đồng tính đồng thuận tất cả nó ok hết này nọ thì nó mới ra được coin. Thành ra cái đầu tiên nếu mà tất cả cái setting mà đúng á, thì là do cái hardware mọi người không không đủ. Thành ra mọi người có một cái anh có cái này mọi người đang dùng trong máy ảo đúng không, cái đó chạy trong máy ảo hả? Dạ em trên cái VMware, xài Ok. cái máy máy Mac, MacBook Air. Nhưng mà người không cài cái VirtualBox đúng không? Có cài VirtualBox Cài đó thì nó hay bị lỗi lắm, nên em xài cái dùng cái VMware thì nó em cài VMware hả? Ok. Thì đó là thêm một cái vấn đề môi trường nó hơi khác với cái bài học tí. Consider. Thế thì các cái bước kia output ra anh thế này, cái này thực sự nó sẽ phải cần cái step by step, tức là ở mỗi bước thành công hay không thành công em gửi cái output đó, thì mới chơi được.
Tại vì cũng có rất nhiều bạn làm các cái bài này, nó cũng có rất nhiều cái nguyên lý khác nhau, nguyên nhân khác nhau, từ hát qua đến các cái bước trên đó là nó đã sai về các cái số là y nốt đó, tất cả một số thông tin nó sẽ bị không khớp, hoặc một số bạn chạy cái đấy mà sau một cái mạng network nào đấy thì nó cũng gây ra một số lỗi về network nữa, thì nó sẽ sai bước trên khi mình dựng nốt, mình peer nốt với nhau á, đến đấy là mình sẽ phải trace lại cái đấy. Thế thì vừa là hiền đúng không? Dạ tính hiền. Nhưng bây giờ đã học qua môn 2 chưa hay là vẫn đang đợi cái môn 1 bài ở sân mình đấy? Dạ vẫn đang đợi được môn 1 rồi. À ok. Môn 1 dạ. Thì em có đăng ký Ok vậy thì này đi, cái bài này nó hơi đặc thù, anh sẽ connect riêng với Hiền, chắc mình cũng phải gọi là triple shooting step by step á, dạ. để coi cái vấn đề nó là cái gì Dạ. nha. Thế là em đã bị đến bước mà mai nên em chạy thì thấy có vẻ ok, nhưng mà kiểm tra 3 lần thì vẫn đang bằng không đúng không? Dạ đúng rồi, em tạo cái tài khoản vẫn được, tạo Ok, nó là Simon 3 đúng không? Ok, VMware luôn. dạ Ok, nó lại cái này sẽ đọc xong. dạ cảm ơn anh. Rồi, còn bạn nào cái môn 1 mình có vấn đề gì không nhỉ? Ủa, mình còn bạn nào 3 là 1 mà vừa có vấn đề không ta? Không, mình lại move qua môn 3, các bạn 3 là 3. Thực sự ra thì về 3 là 1 thì cái mà đọng lại nhất là chẳng qua là cái môn nó giới thiệu mọi người các cái gọi là cái khái niệm cơ bản nhất về blockchain, cũng như là các cái cấu trúc cách blockchain nó tổ chức như thế nào, các cái trường thông tin nó tạo thành cái chuỗi khối, rồi các cái đặc tính của cái chuỗi khối nó hay những nào, cái đặc tính nổi trội đấy, nhưng mọi người đều biết là nó bảo mật, rồi nó không immutable, nó không sửa, rồi không sửa được tất cả mọi thứ, và nhất là khi mọi người đã đầu hiểu là thế nào là mining đúng không, thế nào là đào, mọi người hay nghe đào coin thì tiêu hóa ra nó là cái gì, thì cái đấy là một cái mà môn số 1 nó cũng đem lại cho mọi người đi được nhất định. Mọi người cũng có thực hành với các cái tool, chẳng qua là với môn 1 thì mình chỉ thực hành đây, không có coding gì cả, mình sẽ play around với các QOL là các cái nền tảng khác, họ đã nền tảng của họ cung cấp thông tin về Bitcoin hoặc Ethereum, mọi người truy cập vào để coi các cái thông tin cấu trúc của các chuỗi khối, rồi các sự liên kết, các cái leak, các cái giao dịch, và tất cả mọi thứ nằm trong cái blockchain đấy, và mọi người cũng thử dựng luôn được cái hai cái nốt Ethereum build nó là một cái mạng ngang hàng ở trong môi trường virtual của mọi người để thử initiate và mở mining, rồi tất cả mọi thứ, và thử luôn transfer luôn tất cả, transfer giao dịch qua tất cả unlock ở cao để trước khi transfer đấy. Rất nhiều concept mọi người đang được học cái môn 1, thì ở đấy mọi người nó là cái nền tảng foundation cơ bản để mọi người có thể rồi move qua những cái môn tiếp theo. Thì cái nặng nhất của cái môn 1 qua là phần thực hành, mọi người phải cài cắm rất nhiều thứ mà nó không không phải là trung tâm môn học, như là môi trường ảo đúng không, máy ảo, hệ điều hành Ubuntu, tất cả thứ đấy. Thực ra những thứ đấy thì nó đem lại mọi người các trải nghiệm khác thôi, chứ còn thực sự nó không không phục vụ chính cái skill chính của cái blockchain. Thì đấy là một cái điểm không không thực sự sát bài lắm của phần thực hành của môn 1. Đấy, thế thì thực ra mình sẽ sau này mai anh sẽ cố tìm cách để cải tiến những cái chỗ đấy, để mọi người không phải bỏ nhiều effort vào những cái thực hành mà nó không thực sự là trọng tâm của môn học. Đấy là một cái mà anh sẽ, tại vì một số nền tảng mốc hiện giờ nó cung cấp cái Ethereum client, nó lại gắn luôn trong cái phần Ubuntu, thực ra mình đang phải phải dựa vào đấy. Rồi thế thì qua các bạn môn 3 nhỉ, môn 3 mình vấn đề cụ thể môn 3 mà em gặp là cái gì? Ví dụ như Hùng, có cái bạn nào mà mình đang học môn 303 môn DApp mà mình thấy nó cái vấn đề của nó là gì? Anh thì anh chấm bài cho FU cũng nhiều, anh thấy được các cái vấn đề. Nhưng mà giờ anh đang muốn thử, mọi người đang thử đi cá nhân mọi người thấy vấn đề chứ. Mọi người cũng không phải ngại đâu, tại vì anh cảm thấy môn 303 nó khá như vấn đề chung á. Thì tí nữa anh sẽ đúc kết, anh summarize lại. Ngoài Hùng 303 còn mình còn có thể 303 nữa đúng không nhỉ? Vâng, em muốn hỏi 303 thì em cũng làm xong cả hai phần rồi, nhưng mà có một số chỗ Em đang làm assignment 2 đúng không? Xong vâng luôn rồi hả? em làm xong rồi, Thế assignment 1 bao nhiêu điểm? để tí em phải check lại đã.
chắc là cũng cao. Ok. Mà pass môn môn 3 sang môn 1 chưa? Em pass rồi. Ok. Anh chia sẻ luôn, anh chấm FU khá nhiều và hiếm bạn nào gọi là không phải hiếm mà rất ít bạn đạt được điểm 5. Chính xác luôn á. Có nhiều bạn là gần như không làm gì. Anh rất là hoang mang luôn, cái kiểu như các bạn hoặc là có viết được vài dòng script và cái vài dòng đấy thì ra nó không đủ để nó chỉ khoảng được nửa điểm. Anh thật, khá nhiều bạn mà lần chấm đầu là đã như vậy. Hãy test script ạ. Hãy test script ạ. Không thấy nó chỉ biết test thì nó cũng được. Đang chưa gặp khó khăn gì mới, đang chỉ kiểu em muốn cái em thấy đấy, cái nào mình không dùng cái chất phổ Vigolot ấy mà mình dùng chất phổ may luôn ấy, thì nó cũng thông báo là ở trong cái con file config nó bị thiếu một cái biến là biến form ấy. Không biết cái biến đấy là Thịnh đang hỏi chứ anh không nghe rõ lắm. Nghe rõ à? Alo, thì thật ra ở trang 12 em làm hết rồi, em chỉ muốn hỏi là nếu như mà em muốn kết hợp kiểu cái các phù này với cả cái giống kiểu mình tạo nốt ở môn số 1 ấy, 301, assignment 3 ấy, mình tạo ra hai cái nốt xong rồi là mình tạo các tài khoản trong đấy, thì cái các phù này nó có kiểu kết nối vào cái mạng đấy không? À, ok, em nói hỏi về truffle đúng không? Vâng. À ok. Thế thì thực ra tại vì cái môn số 1 là mình chưa, nó là cái môn làm quen, thành ra nó hướng dẫn mình nó dùng cái Ethereum client cái bản get ấy là một bản Ethereum client viết bằng Golang, ngôn ngữ Golang, thì nó gọi là get ấy. Cái đấy thì ra là nó yêu cầu mình làm cái assignment đấy để mình hiểu cái quy trình, các cái bước để mình kết nối thành một cái network hai nốt thôi. Nhưng mà đến cái truffle này rồi thì em không cần làm vậy, tại vì nó build in sẵn trong đấy hết rồi. Mình không nhất thiết phải làm lại nữa. Thực ra em chạy các cái tool, các client của Truffle và những cái tool khác thì đều có thể là nó build sẵn và mình chỉ, thậm chí nó tạo sẵn cho em các account đấy luôn, mọi người thấy đúng không? Rất account có balance sẵn để mọi người có thể thử nghiệm. Tại vì đến cái môn số 3 là mọi người đã trả qua môn số 2 là môn smart contract rồi. Tại vì luôn cái trọng tâm của mọi người là smart contract, cách develop smart contract hơn là việc deploy network, build cái network đấy, thành ra cái trọng tâm của sàn như vậy. Thì ra nó giới thiệu đến mọi người cái tool như Truffle tất thiết để giúp không chỉ là nó mạnh là nó muốn là người xoáy sược việc deploy cái smart contract đấy và việc tương tác với smart contract đấy như thế nào, đấy là trọng tâm của cái môn 3 đấy. Còn nhưng mà nếu em mà muốn tự mày mò em build lại giống môn 1 em hoàn toàn dùng các command line để em để làm được thôi, mà sẽ mệt đấy, em sẽ phải Google thêm. Yeah. Đấy. Ra các cái tool kia để giúp mình làm chuyện hoàn toàn làm được. Có lần mới post một cái câu hỏi về assignment 3 như là môn 1 đúng không nhỉ? 3DP01. Thực ra anh chưa hiểu rõ lắm cái câu này. Cái thắc mắc của lần get chưa được người đề ghi rõ, không hiển kết quả. Nó chính xác là câu nào, lần có thể post cái câu trong đề nó vào trong cái chat này được không? À ok. À em nói cái version của get đúng không? Ok, anh sẽ check lại cái version của get. Nhưng mà cũng có một cái vấn đề là thế này, mình cũng gặp vấn đề. Mình xài khá nhiều cái gọi là open source, mọi người biết open source. Thì tại cái thời điểm mà anh dựng cái nội dung học liệu á, thì nó là của năm 2019. Thế thì cái version mà mọi người biết open source mà nó sẽ có cái sự nâng cấp bởi community, cộng đồng, nó sẽ nâng cấp dần lên. Và anh đã gặp luôn vấn đề với nếu bạn nào, một số bạn chạy học môn 1 luôn này, có gặp vấn đề với cái Ubuntu 16.04 à. Thì hôm nay bọn anh để cái link 16.04 ở trong cái bài giảng đến tận cái trang của họ để download, nhưng mà thực sự là khi họ ra cái version mới họ bỏ luôn cái link đó đi, họ ra lấy latest version, và để muốn download version cũ đấy thì em phải vào một cái link khác. Đây là những cái link bọn anh nhúng sẵn ở trong đấy, nó lại nó bị fail mất. Anyway, cái version của get anh sẽ check lại. Nhưng nếu bọn em mà khi mà thành ra bọn em khi gặp vấn đề với bọn em cứ xài cái version mới thanh á, mà những open source này bọn anh em cài á, thì bọn em cứ lấy cái version mới về để chạy. Và nếu bọn em gặp vấn đề thì bọn em cứ contact mentor. Tại vì những cái version open source này, những cái version sau nó đều là compatible với những cái của version trước cả. Nó sẽ một vấn đề. Còn em đừng thay đổi nó được. Anh nói ví dụ như một số bạn là thay vì download cái Ubuntu 64 bit thì
thì các bạn đã đào 32 bit thì nó sẽ là ngôn ngữ khác hẳn, thì nó sẽ là vấn đề. Còn nếu em vẫn đào 64 bit thì 1604 hay lên 1607 thì nó không sao cả. Ok, anh sẽ check lại, nó là anh sẽ check lại version get. Nhưng mà nếu mà cái đấy nó có ảnh hưởng gì đến kết quả bài làm của em không? Nếu em lấy version mới. À ok, thank you lần, nghĩa là em đã vẫn sửa được rồi. Ok, vậy anh sẽ kiểm tra lại cái version get này nó ảnh hưởng gì đến kết quả. Nếu cần anh sẽ fix luôn cái học liệu để chỉ định cái version. Được, các bạn nào vẫn bị vấn đề với môn số 1 không nhỉ? Hello Việt Anh. Việt Anh có câu hỏi gì không em? Việt Anh đang học môn nào nhỉ? Việt Anh dùng mic Coro đi. Ok, Việt Anh ơi, em dùng mic được không? Anh hỏi một số cái. Ok, em học môn 1 được bao lâu rồi? Dạ vâng, em học được khoảng 3 tuần rồi ạ. Em là không phải FU đúng không? Dạ vâng, em là sinh viên ở bên ngoài, em đăng ký khóa học theo kiểu là... À rồi, ok. Nghĩa là em đang học môn số 1 được 3 tuần và em thấy... nói chung là em thấy khó tiếp thu cái môn số 1 đúng không? Hay sao? Dạ vâng, em cũng mới tiếp cận đến khái niệm blockchain nên em cũng chưa nắm được rõ ràng vấn đề ban đầu. Rồi, ok, thế này đi. Anh nghĩ là chắc là phải schedule riêng cho Việt Anh một cái session one to one á, với một mentor. À, em đã dùng cái này chưa? Em đã dùng cái yêu cầu một session one to one chưa? Em là mình pair với một mentor. Vâng ạ. Tại vì chương trình của em là em chỉ có được phép lên trang của Phoenix để em đặt câu hỏi ở trên chatbox ạ, chứ còn một một thì em đấy là câu hỏi. Còn mình có quyền yêu cầu là một cái session, nó có thể gọi là mình cũng call như vậy nè em, cũng không phải đặt câu hỏi trước gì đâu, mình call như vậy để mà, tại vì mình không phải đặt câu hỏi cụ thể nào cả đúng không, mình đang như em ghi là em có chưa hiểu môn này, một số kiến thức căn bản em chưa nắm này, thế thì mình sẽ yêu cầu một cái buổi gọi là trao đổi trực tiếp với mentor đó, để mình có thể hỏi nhiều câu hỏi chứ không phải chỉ một câu, đối đáp còn lại mang tính tương tác. Vâng, thì mình có một cái request kiểu như vậy đó em. Vâng, em hiểu rồi. Cái này, chỗ này thì anh sẽ nói đông sẽ follow up này giúp anh. Thì cái môn 1 thì đúng là nó sẽ anh cũng nói một sơ một cái môn số 1 này nó có một cái nó hay tạo ra một cái giống như là một cái bẫy vô hình đó mọi người. Anh gặp rất nhiều bạn bị rớt cái bẫy kiểu này là cái môn số 1 là nhiều kiến thức mới, chính xác là nhiều kiến thức mới, blockchain là kiến thức nền tảng mới, nó có nhiều tính năng rất là hay. Tuy nhiên nó không phải là build tất cả mọi thứ từ đầu. Nó dựa trên rất nhiều cái thành quả của các cái nền công nghệ khác. Anh nói dù về hàm bom, về mã hóa, về hash, rất rất nhiều cái, về mạng ngang hàng đúng không? Tất cả những thứ. Và nó chỉ putting together và nó build lên các cái chain và nó build lên cơ chế đồng thuận rất là đáng của nó thôi. Thành ra khi mọi người, nếu mà mình đang là người mới, mình học blockchain, mình lại cũng đào sâu tìm hiểu xem mạng ngang hàng là thế nào, có hàm hát behind the scene nó như thế nào, hoặc cái giải thuật là EAS đấy, mã hóa bất đối xứng nó là cái gì đằng sau. Nếu mà người tìm hiểu sâu đấy là mình gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Tại vì những cái thứ đấy thực sự mọi người không cần tìm hiểu. Thành ra mọi người phải phân biệt đâu ranh giới của blockchain và đâu là những cái nó đang thừa kế để nó build lên các tính năng blockchain. Thành ra đầu tiên cái môn số 1 là nó nên mọi người nên có, khi tìm hiểu á thì nên có cái điểm dừng nhất định. Mình ngồi hiểu được cái chức năng công dụng của hàm hash hoặc chức năng công dụng của cái EAS 256. Phải công dụng là gì thôi, đừng hiểu cái bản chất nó hoạt động như thế nào. Đấy. Thì chỗ bạn nào thì nó không phải là blockchain rồi, nó đang đi nói về giải thuật mã hóa thì đấy rồi, mọi người hiểu anh á. Đấy, thế thành ra đấy nó có vô hình là nó, nếu một số bạn mà đôi khi thực sự là cũng tìm tỏ hiểu, muốn tìm hiểu sâu, nhưng mà nếu mình không có cái điểm dừng thì mình sẽ thấy nó rất là mông lung chỗ đấy. Thì đấy là một cái điểm mà cũng phải mọi người phải tỉnh táo chỗ đấy, cố gắng hiểu các concept cơ bản nhất của blockchain trước. Và còn những cái gọi là nền tảng kỹ thuật, mọi người chỉ nên hiểu công dụng của nó là gì thôi. Thì đấy là cái điểm đấy mọi người cần để ý. Thì riêng Việt Anh thì anh nghĩ là nên book request. Anh nghĩ là như nó gọi là cái request này, em nói là muốn trao đổi để em tìm hiểu. Dạ vâng ạ. Anh ấy, em có đọc bắt đầu, em tìm hiểu ấy, thì em đọc bắt đầu từ bài toán các vị tướng Byzantine thì nó có liên quan không anh? Đấy, nó rất là trực quan em ạ. Cái đấy là thực ra nó là một cái là tình huống thực tế đấy, em thấy nó hay đều dùng để giải quyết, nhất là trong cái tính gọi tính đồng thuận đó, thì nó hay lấy ví dụ đấy ra đấy, thì đấy là một cái ví dụ khá là thực tế đấy. Cảm ơn ạ. Đấy là câu chuyện thực tế và nó dùng để giải quyết thực ra đấy, cái nền công tảng công nghệ dùng để giải quyết các toán thực tế.
Ok, anh đang quay lại cái mọi người nếu có câu hỏi thì tiếp tục cứ post lên trong cái chat anh chị nhá. Anh quay lại cái thread hôm nay anh đang nói về môn 303, chỗ Thịnh cũng có hỏi sơ về cái việc deploy truffle hay dùng kia. Với lần anh chia sẻ kinh nghiệm của anh một chút xíu về cái việc 303. Khi anh xây dựng môn 303 thì anh thấy nó cũng không vấn đề gì lắm, và thực sự cái đầu vào mà của cái một khóa blockchain này á thì cũng đều yêu cầu mọi người có nền tảng trước về cái thiết lập trình hướng đối tượng với một ngôn ngữ nào đấy như Java, hoặc là mọi người phải biết trước về lập trình JavaScript đấy. Lúc đấy thì đang chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, nhưng mà đúng là đến môn 303 này á, JavaScript cơ bản là không đủ để mọi người làm được môn 303. Nếu mọi người chọn cái cách là viết các cái test 303, thực ra là mọi người gọi các contract bằng con đường là viết các test script đúng không? JavaScript để viết các lệnh gọi đấy. Thế thì anh thấy là qua các bài chấm của các bạn, anh thấy mọi người là thực sự nó sẽ có hai điều rất là bỡ ngỡ mà khi các bạn phải làm cái assignment của 303. Cái bỡ ngỡ đầu tiên anh nghĩ là thực ra về tư duy thôi, các bọn em chưa quen cái mindset là viết unit test. Thực sự các anh chị mà lập trình thậm chí lập trình có kinh nghiệm nhé, đã đi làm rồi ấy, thì cũng rất lúng túng khi phải viết test. Tức là em viết một cái hàm thật, logic thật, anh cần hiểu business logic thì qua mình là em phải viết được. Tuy nhiên nếu ai bảo em bây giờ em viết cái hàm cho anh một cái code để test cái hàm kia đi, thì mọi người vào lúng túng, tại vì em phải define ra các test case, define trong đầu á, em phải ra ra em phải viết test trường hợp nào, tùy theo các tham số nó truyền vào mà em phải viết các hàm test đấy. Và cái test đấy á, nó phải mang tính là độc lập. Độc lập nghĩa là sao? Nghĩa là nếu cái hàm kia chạy sai, cái hàm em định test á, hàm đích, anh gọi là hàm đích đi, nó chạy sai thì cái hàm test của em vẫn phải phát hiện ra chạy sai, chứ không phải cái hàm đích nó sai nó treo thì cái hàm test em không test được. Thì đấy, em thấy là nó có một số cái tiêu chí rất là đặc thù như vậy. Mình test người ta thì là mình phải độc lập với cái việc kết quả người ta chạy, mình vẫn phải phát hiện ra. Đó. Thế thì ở đây nó có hai chuyện là việc viết test là một cái hướng tiếp cận khá là mới mẻ với các bạn, các bạn rất là bỡ ngỡ. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái skill về JavaScript. JavaScript cơ bản sẽ không 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 biết được các cái đoạn JavaScript để test ở môn 3, mà bọn em phải dùng JavaScript nó gọi là asynchronous JavaScript. Asynchronous JavaScript là JavaScript bất đồng bộ, thì nó có nguyên một cái chương về JavaScript bất đồng bộ. Tại sao phải dùng JavaScript bất đồng bộ? Anh nói là thế này, khi còn bản chất trước giờ mọi người học JavaScript ấy, nó là JavaScript đồng bộ. Đồng bộ nghĩa là sao? Khi em gọi, em dùng JavaScript em viết một cái hàm gọi đến một cái third party, hoặc gọi đến một cái hàm ở trong library nào đấy, thì lúc ngay lúc đấy á, cái nó gọi là mình hay gọi là con trỏ chương trình á, nó sẽ dừng ngay đấy, nó đợi cái hàm kia execute thực thi xong nó trả về kết quả, thì đến cái đoạn code mình tiếp tục được chạy đúng không, mình phải gọi và đợi nó trả quả về thì mới chạy tiếp. Còn không, nếu cái hàm đấy bị treo thì rõ ràng là cái chương trình mình bị treo luôn, điều đấy mình đợi not respond luôn mà em thấy lỗi được. Thì cái đấy là cái dở của JavaScript bằng bộ, mặc dù thực tế mình vẫn phải dùng nó đấy. Thế thì bây giờ mình viết hàm test mà mang tính độc lập được thì mình phải dùng JavaScript bất đồng bộ, tức là mình gọi nó chạy cái tiếng đi, nó chạy đi, và khi nào nó chạy xong nó trả kết quả về cho mình, còn lúc đấy mình vẫn chạy tiếp cái phần nào của mình đấy, hoặc là mình đợi timeout nó không trả kết quả mình bảo mày chạy fail rồi đấy, cái tính đồng bộ nó cao. Chính vậy mà nó dùng JavaScript bất đồng bộ ở đây để nó viết các cái đoạn script để test. Và để JavaScript bất đồng bộ thì nó có nguyên luôn một cái bài, một cái chương gọi là về JavaScript bất đồng bộ. Tất nhiên nó không thuộc cái phần phạm vi kiến thức của môn học blockchain, nhưng mà anh thấy là mọi người cần phải bổ sung các cái phần đấy. Anh sẽ gửi đây qua đây cái link, à, không biết là mọi người đã nhận được cái link đấy chưa, anh vẫn gửi qua đây cái link để mọi người có thể thấy. Các bạn mà học môn một đó thì cũng nên, còn nếu có thời gian, nó chỉ là JavaScript mà chứ không phải kiến thức về ấy đâu, thì cũng nên tìm hiểu về cái này. Cái trang web anh đang lên gửi đây này nó cũng rất là dễ hiểu, nó đi thành từng từng phần một. Mọi người chỉ học được vào trong 3 ngày là biết được cái một phần này thôi, JavaScript bất đồng bộ gọi là async. Thì khi đấy mọi người tiếp cận cộng với cái mindset là mình quen hơn ở cái việc là viết hàm unit test á, thì mọi người sẽ ứng dụng thêm cái skill JavaScript này nữa, thì mọi người sẽ làm bài assignment 3, assignment của môn 3 nó dễ dàng nhiều. Nó sẽ gồm hai hai smart contract. Assignment 1 là em test smart contract 1, assignment 2 test smart contract 2 của cái môn 2 thôi đúng không?
thì cái đấy nó cũng không không vấn đề. Thế thì mọi người cần đọc thêm về cái JavaScript async này. Thực ra nó là cơ chế gọi là callback thôi, callback là gọi gọi ngược lại. Khi mình gọi nó thì mình inject thêm cái hàm callback vào để cho nó gọi ngược khi nó hoàn thành xong. Đấy, cái cơ chế khá đơn giản. Đấy, nhưng mà mọi người phải xem qua để mọi người hiểu cái concept của async. Đồng thời mọi người cũng nên download và search trên Google trước các cái nguồn, các cái bài mà họ là viết dùng JavaScript test smart contract. Thì mọi người thêm cái nữa là mình đọc hiểu được, đọc hiểu thôi, đeo cái lúc sụp sample về đọc đọc hiểu, và cộng với kiến thức mình đã xem về JavaScript bất đồng bộ thì mọi người sẽ bắt đầu mới hiểu được rằng à, thì ra để test một cái hàm như vậy thì chúng ta nên tiếp cận như thế. Thì kết hợp với JavaScript đồng bộ là cái việc mà trải nghiệm với các cái ví dụ về việc viết test script của các cái sample có sẵn thì mọi người sẽ khá là quen với này. Nó sẽ là một thay đổi cũng khá về về tư duy đấy anh theo anh á, tại vì khi mọi người viết hàm test cho một cái hàm khác, hàm đích, thì cái tư duy về lập trình mọi người sẽ được thay đổi. Ở rất nhiều cái lập trình ở các cái dự án đó, người ta sẽ viết test script trước khi viết hàm đích. Hàm đích nó chỉ là chỉ có cái signature của hàm thôi, không biết test trước. Tất nhiên khi viết test đó, thì return true hết, thì tất cả các test case đều bằng true hết đúng không, đều đều ấy. Nhưng lúc đầu em viết hàm á, em chỉ có signature và em chưa có code bên trong á, thì tất nhiên nó sẽ tự động á, nó thấy một hàng loạt test case fail, thì lúc đầu á nó phải fail như vậy. Và cứ qua hàng ngày hàng tháng, các cái body function của cái hàm đích đã được điền vào đầy đủ, được viết đầy đủ, thì các cái nó gọi là các cái tỷ lệ pass của cái hàm test nó tăng dần. Thì qua mỗi ngày theo tiến độ thì các tập test script á, từ đỏ nó chuyển thành xanh, xanh nó là đã pass, đỏ là fail. Đến cuối dự án là tất cả test script là phải đỏ, phải xanh hết. Đấy, từ đó về sau mỗi lần mọi người maintain, mọi người làm một cái change request sửa code thì mọi người sửa hàm đích một phát thì không không cần phải có người tester đâu, họ sẽ chạy lại cái test script thôi, nó xanh ok anh đã sửa đúng, nó đỏ chứng tỏ anh sửa sai. Lúc đấy cái việc test nó không, nó được gọi là tự động hóa. Đây là một trong những cái lập trình mà cái hướng gọi là phát triển chương trình mà nó không phải mới nhưng mà nó vẫn là ít nơi ứng dụng được cái này. Vì ứng dụng được cái này thì nó rất là hay và nó đem lại cái hiệu quả và hiệu suất phát triển chính rất là lớn. Còn em sau này học không chỉ học lập trình đâu, học về test nó em sẽ thấy cái effort mà gọi là regression test, test lại từ đầu là cực lớn nếu mà em làm test thủ công. Đấy, thật sự có một cái sản phẩm rất là già to đùng. Đây là môn ba mà học về test này, có một sản phẩm em chỉ sửa một lỗi nhỏ thôi. Thế hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến các hàm khác, chức năng khác không? Không ai trả lời được. Đến khi em phải cắt cử cả một đội 10 người vào test tất cả hàm cũ. Mặc dù em chỉ sửa một chỗ nhỏ nhé, vẫn phải test lại tất cả. Thì nó gọi là regression test, regression test lại từ đầu đó. Thì em thấy effort để test rất là nhiều, dành cho những sản phẩm sau này đã ổn định định hình rồi mà chỉ sửa nhỏ và nó phải test lại rất là nhiều. Thì khi đấy nếu em có dùng test script, auto test, tất cả những cái tự động, chỉ chạy lại thôi, chỉ chạy đoạn script test, thấy tất cả đều xanh, ok, tự tin, đúng không? Thì đấy, cái việc mà viết được test script là đều họ đòi hỏi những người lập trình viên thực sự là có cái mindset rất là khác. Thường là các bạn là làm leader thì chỉ ngồi viết test thôi nếu có, và review cái source code của các bạn lập trình viên trong team. Nhưng mà hiện tại giờ cũng ít team mà đầu tư vào test script lắm, họ không có thời gian luxury để làm việc test script, nhưng mà sẽ phải trả giá nếu mà những họ làm cái sản phẩm về lâu về dài, họ luôn luôn phải dùng người để manual test. Cái effort tổng lại rất là lớn mà chất lượng nó không cao, con người test thì dẫn đến những sai sót mà. Đấy, thế thì mọi người môn số 3 đó anh nói lại thì nó sẽ mọi người phải thay đổi cái hơi thay đổi về tư duy một chút xíu, tiếp cận cách test bằng script mà nôm na có thể gọi là một phần là auto test cũng được. Cách test bằng script thì mọi người nên đọc thêm các cái sample test script trên Google, mình cứ search đi các test script bằng ấy. Cái thứ hai để improve về skill JavaScript bất đồng bộ thì mọi người xem thêm cái link anh vừa gửi, thì với hai này trang bị hai cái mảng kiến thức này thì mọi người sẽ phần nào gọi là catch up lại được những cái phần kiến thức để có thể ready làm cái assignment môn số 3. Đấy là cái phần số 3. Thì các bạn đang học môn số 1 thì nếu có time thì cũng có thể tiếp cận trước cái này, bọn em không thể không cần đọc cái mảng test sample như anh vừa nói, nhưng mà em có thể đọc trước cái phần. Ok, bọn em có câu hỏi nào tiếp về 303 hoặc 301? Có câu hỏi 303 nhé. Ok. Thì là ví dụ nhé, ở trong cái assignment ấy, thì em viết là
ví dụ là cái requirement của nó là kiểm tra là chỉ có chủ của cái ốc, tức là owner ấy, chỉ có owner mới có thể đăng ký người, đăng ký các bidder không. Đấy thì trong cái test viết thì em có viết chung hai cái lại, là một cái test là chỉ owner với sử dụng được cái hàm đấy, và cái test thứ hai là bidder mà sử dụng hàm đấy nó sẽ phải show exception đấy. Đấy thì hai cái đấy thì tại em đang viết chung ở trong JavaScript, chứ còn em không viết tách ra thì từng tức là em đang viết chung vào một cái JavaScript thì cái đấy có nên tách ra thành hai cái riêng không, hay là cứ để chung một cái được? Anh đang hiểu câu hỏi em này nhé, nghĩa là cái requirement thì họ nói là ok, chỉ có owner mới đăng ký được ông gọi là mail bidder đúng không? Vâng. À, thì có mặt là vậy. Và bây giờ làm sao mình, ok, ông kia viết smart contract xong rồi. Bây giờ đến việc mình bảo làm sao mà test ông xem ông đấy viết đúng hay sai, đúng không? Thế thì em có hai case để thử, tại vì cái tập user em truyền vào em sẽ có hai loại user, một loại owner thật, một loại bidder. Thế thì theo anh, em phải viết thành hai case riêng. Đúng không? Vâng, em cũng đang nghĩ thế. Em phải chạy hai case riêng chứ, tại vì có người họ đúng được cái owner nhưng họ sai với ông bidder. Có người học, có người ngược lại, thì nó phải là hai cây riêng. Vâng, nhưng mà nếu như mà em thấy viết chung ấy, thì nếu như mà kiểu bidder mà chạy cái đấy thì cái cây chung của đấy thì nó vẫn tự động vô thôi. Ok, anh hiểu rồi. Thế này, em gửi cho anh cái phần viết của em đi. Tại vì em vừa nói chung với riêng á, đôi khi mình cũng không thật sự lấy lắm là em biết này. Nếu được thì em cứ gửi luôn cái phần em đã viết cho chỗ đấy cho anh sẽ phản hồi. Tức là kiểu ví dụ ở trong cái JavaScript nó có JavaScript là tập hợp của nhiều cái ít đúng không? Thì em mỗi đúng rồi. Mỗi một cái ít là một cái test case. Đúng rồi. Em đang hiểu như thế. Thì ví dụ là cái JavaScript của em là chỉ có owner và đăng ký được bidder thôi. Xong rồi trong đấy có hai cái ít. Một cái ít thứ nhất là test với owner và một cái ít thứ hai là test với bidder. Bidder. Đấy, thì là em đang nghĩ là có nên để như thế không, hay là tách ra thành hai cái desktop riêng. Thì nếu như mà kiểu mình tách ra thành hai cái desktop riêng ấy, thì về sau trên console của mình nó nhận thêm thông tin rồi đấy. Em đang thắc mắc là như thế không? À, ok, anh hiểu. Anh ơi, cái cách nào thì cũng không vấn đề đâu. Vấn đề là nó sẽ clear được thành hai cây thôi. Còn đó, cái gom hay cái riêng chung á, chẳng qua là về cái lúc em dùng biến em viết để làm test á, thì em có tính sử dụng lại cho đấy nó tốt hơn thôi, đúng không? À, vâng. Em gom thì nó dễ hơn thôi. Cái việc khởi tạo biến hay những cái biến đấy thì nó dùng lại, qua lại. Còn về cái việc mà khi nó xuất ra màn hình nhá, cái người không xem source code của em á, họ xuất ra màn hình, họ chạy á, họ vô lên màn hình thì họ không phân biệt được là em tách hay máy đâu. Nó thật ra cái chuyện đấy không quan trọng. Chỉ quan trọng là passing nhỉ. Đúng rồi. Đấy, thành ra khi em viết test á, em phải, mọi người á, khi test tách hay gọp á, thì thực sự mình phải để ý là cái việc test này của mình á, nó có trường tồn hay không. Trường tồn nghĩa là nào? Nghĩa là khi cái ông mà hàm đích á, ông thay đổi một số thứ. Đấy, thế thì việc test của mình ấy, hàm test này mình không thay đổi gì, không phải thay đổi gì vẫn dùng lại được. Đấy thì đó là mục tiêu quan trọng nhất, đó là cái đó là một đích xuyên suốt à, và trong quá trình mình đạt được mục đích xuyên suốt rồi, mình làm sao mà để cốt ngắn hơn này đấy thì mình nên tận dụng thôi, thế thôi, chứ cũng không có thể nào gọi là hoàn hảo hay đúng hoàn toàn hay là không đúng cả à, làm sao đạt được tiêu chí như anh vừa nói. Thế sau này ông hàm đích mà ông sửa bên trong ông thôi, ông không trả sửa kết quả trả về, sửa đầu vào ông sửa đầu ra, mà cái hàm của mình vẫn phải đi sửa là có vấn đề rồi, hàm test nó phải đi sửa có vấn đề, đúng không? Mình chỉ sửa hàm test nếu kết quả trở về nó khác đi, khác loại, hoặc là thêm kết quả trở về, hoặc thêm đầu vào, thêm xăm số cần truyền, thì mình mới phải sửa hàm test mình thôi. Bọn em nếu mà sau này không làm blockchain mà vẫn học đi ra ngoài làm lập trình thường thì bọn em cũng sẽ phải làm quen với cái việc test này thông qua một số platform, nó gọi là NUnit, NUnit hoặc Unit Test. NUnit là cái nền tảng, số nền tảng trong .NET hoặc trong Java. Java nó gọi là JUnit, nhớ không nhầm. Nó đều có là nó nền tảng để em viết hàm gọi là Unit Test cả. Lên .NET nó có XUnit. Có cái framework hay là cái gì hỗ trợ xem mình test, kiểu cái test coverage được không? Xem mình test coverage, xem cái test coverage của mình đến đâu ấy. Em thấy kiểu bình thường như kiểu đặt nét hay Java người ta hay có phần mềm để xem là mình cái test coverage của mình là được bao nhiêu số dòng code rồi ấy, thì không biết blockchain có cái gì ngã sẵn không? Nó có hả? Chưa có test ấy. Tại vì bên em mạng đang rất ổn định. Vì cái connection đúng không? Mạng bên em rất ổn định. Không biết có gì để cho mình xem test coverage của smart contract không? Em có chạy cái triple test không?
Xem có thì mình chỉ xem được passing thôi, nhưng mà xem cái test coverage là kiểu xem mình coverage được bao nhiêu số dòng code ở trong này. À, anh hiểu. Nghĩa là mình đã, thực ra mình đang thiếu cái case nào không đúng không? Mình đang chỉ là đúng ra với cái này thì phải test 10 case mà ấy. Ok, để anh tìm thêm thử trong cho với smart contract có cái nào không. Chứ các test khác thì có, với end unit hoặc j unit như anh có mention trước đấy á, thì đều có test coverage cả. Mà với test của này thì đúng không? Ok, test coverage thì test bao nhiêu là đủ đúng không? Vâng. Trước em đi làm cũng có những cái đấy rồi chứ. Cái đấy anh test ở lúc cái này test coverage. Hình như chỉ có Thịnh và bạn kia là học 303 hay phải, là U cả đúng không? Còn các bạn đều như học môn 301 không? Có bạn nào còn câu hỏi, nhất là các bạn học môn 301. Cái thời lượng mình như thế nào anh nhờ Đông ơi? Alo anh Việt ơi. Mai à? Vâng ạ, cái thời lượng của mình cho buổi hôm nay đúng không ạ? Anh không thấy bạn nào hỏi câu hỏi nữa. Không biết thời lượng mình có bao nhiêu nhỉ? Thời lượng của mình thì sẽ có khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi anh ạ. Thì số lượng câu hỏi của các bạn. Hình như trong này chỉ 303, có bạn Tùng à? Trong này thì nếu mà là các bạn FU thì đa số là các bạn đang học đến môn 303 đấy anh ạ. À, bạn Tùng học 301. Anh định giải thích rồi, nhưng mà anh thấy em để môn học 301. Thực sự là đến môn 303 học được cái này Tùng ạ. Em sẽ học thế nào là DApp, cái kiến trúc DApp là thế nào. Nó chia ra blockchain, server và một cái nền tảng trong cái cấu trúc để làm đến kiến trúc mà gọi là DApp, là nó là ứng dụng phân là phi tập trung á. Thì ngôn ngữ gì, thực sự là em học 301 thì em chưa thấy, em mới học, thực ra em mới học về cái blockchain core đúng không, phần server thôi. Em học đến môn 2 em sẽ học được là có smart contract, để nơi em sẽ dựng lên các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh thì nó sẽ được deploy vận hành trên cái EVM, máy ảo Ethereum đấy. Thì đó là nơi sẽ xử lý các cái business logic. Còn tầng front end, tầng giao tiếp người dùng ấy, thì em hoàn toàn có thể sử dụng HTML, HTML, JavaScript, tất cả thứ đem build lên giao diện. Và em nó có những cái library để em gọi đến các smart contract mà em đã deploy. Đấy. Thế thì tiến trình học thì bọn em sẽ học môn 1 là học về cái cách thức hoạt động blockchain, khái niệm blockchain. Đến môn 2 em sẽ học về cách xây dựng cái smart contract hoạt động thông minh. Đến cái môn số 3 em sẽ học về kiến trúc DApp. Em sẽ học cách xây dựng một cái DApp và tương tác với các smart contract thông qua các lệnh gọi bằng JavaScript. Đấy. Còn tầng frontend thì đấy vẫn là các frontend truyền bằng hay làm bằng web thôi. Web frontend, ngôn ngữ bằng web frontend bằng JavaScript, whatever. Còn cái smart contract em sẽ học bằng ngôn ngữ Solidity. Solidity là ngôn ngữ để viết smart contract Ethereum. Đấy. Thì anh có thể sơ qua như vậy. Tại vì em đang học 301, nhưng mà đến môn 302, 303 em sẽ học thêm các cái đấy. Và học xong 303 em sẽ có được cái hoàn chỉnh về DApp, kiến trúc DApp. Đến môn 4 thì cái môn là bổ sung kiến thức thôi. Và đến môn số 5 bọn em sẽ thực hành một cái dự án, một cái đồ án tổng thể để em dựng luôn một cái ứng dụng. Thực sự đấy là một cái DApp luôn. Nó bao gồm từ đầu đến cuối. Thì đấy là môn số 5 bọn em học. Đấy, nhưng đến môn 3 là em đã coi là hoàn thành được tất cả các thành phần của DApp. Ok Tùng, vậy ở đây mình là không ai học là cái môn 304 trở lên nhỉ? 304 học không xong, 303. Là sao? Học 304 không xong à? Vâng. À ok, cái 304 đó chỉ là cái môn ha. Cái môn mà để bổ sung thêm kiến thức đúng không? Ok, mai thi luôn à? Ôi trời. Mai thi môn 4. Ok, thi thì chắc là lý thuyết. Môn 304 không thực hành đúng không? 304 không thực hành. Vâng. Không có assignment. Ok, học bài thôi. Thế thì bọn em xong 304 thì bắt đầu làm đồ án rồi đấy. Nếu mà phân tích thì bọn em sẽ làm môn gọi là cái đồ án về swap các cái token. Swap token, trao đổi các cái gọi là đồng tiền số hoặc là token. Nên dự án rất là thú vị đấy. Ok, thế thì không ai hỏi chứ anh cũng bổ sung thêm một phần mở rộng thế này. Song song với cái chứng chỉ này thì bọn anh cũng đang cho xây dựng một cái, có thể lúc này có thể gọi là một cái chứng chỉ khác, hoặc là có thể chưa bằng một cái chứng chỉ khác, nhưng mà nó là blockchain, ở một loại blockchain nâng cao. Cái bọn em đang học đây á, thì bọn em sẽ đầu ra bọn em sẽ là một lập trình viên về blockchain, nhưng mà thực sự cụ thể là bọn em sẽ tập trung nhiều ở cái môn, ở cái việc là em sẽ viết các hợp đồng thông minh để giải quyết các bài toán về
nó gọi là business logic, là các bài toán xử lý về các cái luận lý về xử lý công việc á, thì mình gọi tầng business logic. Nếu em làm web ấy, thì em hay có chia tầng tầng client và business logic ở giữa, ở cuối tầng database đúng không? Thế thì với blockchain em có thể như nôm na blockchain chính là cái database của mình, nó lưu tất cả các transaction vào trong các chuỗi đúng không? Là trong cái node nhất để không sửa được. Còn cái tầng xử lý logic lại là tầng smart contract, và cái tầng frontend ở trên là cái tầng DApp frontend. Đấy, thế thì nôm na vậy. Thì bọn em sẽ tập trung nhiều ở viết môn số 2, rèn luyện thật nhiều cho anh cái việc skill với solidity, cách viết tối ưu một cái smart contract, deploy nó nhuyễn lên và cách test nó, mình làm mình phải test được. Đấy. Thế thì tập trung môn số 2 và môn số 3 làm thật nhuyễn. Và em ra trường sẽ nhắm đến những công ty mà họ dựng các nền tảng blockchain và mình viết các cái ứng dụng cho blockchain. Đấy. Còn cái chứng chỉ bọn anh đang xây thêm là chứng chỉ về advanced á, thì nó dành cho những công ty họ có tham vọng dựng lên một nền tảng blockchain mới, hoặc họ tối ưu những nền tảng hiện hữu. Tại vì blockchain nhiều cái là open source mà, em có thể lấy về em tối ưu nó, em tối ưu cái thuật toán, em tối ưu cái giao thức là nó gọi là cái đồng thuận, em có thể chế ra một cái đồng thuận mới để tối ưu hơn những cái là SOW hoặc là SOS, những cái đang có mình thấy mình có như đó, thì hoàn toàn lập ra một blockchain mới. Và để làm được chuyện đấy thì em phải can thiệp luôn được vào các cái tầng ở phía dưới, cái tầng core của các cái blockchain. Thì anh đang xây dựng cái khóa đấy. Thế ra cái khóa đấy thì nó sẽ đòi hỏi của em phải có cái giờ bay nhất định. Giờ bay đây là cái kinh nghiệm á, mình đã làm blockchain một thời gian, sau đấy mình mới có thể kết cộng với cái này. Thì song song là anh đang cho thành khóa đấy, và khóa đấy thì đòi hỏi em sẽ được trang bị thêm các kiến thức về các layer về network của em phải tìm hiểu. Cho em thông nôm na học cho em biết là network mình có 7 cái layer đúng không? Cái tầng mình hay làm nhất đây là tầng phía trên rồi, cái tầng là tầng ứng dụng rồi. Nó còn nhiều layer phía dưới, từ layer hardware, layer network là rất nhiều layer phía dưới. Rồi chia sẻ này nọ tất cả. Thì mình sẽ phải có sự hiểu biết về các layer đấy để mình can thiệp được xuống như đấy. Đấy là một trong những cái yếu tố. Ngoài ra em cũng phải học về tìm hiểu rất sâu về các cái cơ chế đồng thuận để mình có thể là tối ưu nó. Lúc đấy đôi khi là em phải tìm hiểu hơi về chút về toán á. Mà người hiểu là về đồng thuận thì đôi khi nó cũng kiến thức về đòi kiến thức về toán. Đấy, thế thì bọn anh cũng đang cho xây dựng thêm cái đấy, tại vì cũng có nhu cầu, các cái đầu ra các công ty họ cũng có nhu cầu là cần nhân sự cái đấy. Đấy. Còn anyway, với cái chứng chỉ hiện tại thì bọn em cứ tập trung vào cho anh về smart contract. Em học thi rồi, pass rồi, nhưng nếu có thời gian bọn em nên luyện thêm các smart contract. Thì em cứ download đi, download smart contract các sample về đọc hiểu thôi. Em cách họ viết, tại vì em biết là viết smart contract không chỉ là viết giải quyết vấn đề, mà em phải tối ưu được cái gas nữa, đúng không? Làm sao để khi deploy nó, khi vận hành nó, cái chi phí là tối thiểu. Để trong tiêu chí để phân biệt giữa hai người biết smart contract, ai biết tốt hơn, là cái việc chi phí vận hành của smart contract nó ít hơn, nó tối ưu về gas. Đấy, thì để làm được chuyện đấy không có gì khác là em phải tăng cái trải nghiệm của mình lên, tìm hiểu các cái sample người ta đã biết về smart contract để mình học có nhiều cái case study. Đấy. Trong anh nhớ bài môn số 2, smart contract nó có giới thiệu nhiều cái sample, sample về tất cả những về payment, table về ấy. Thì hồi đấy là chỉ mang tính giới thiệu thôi, bọn em cần thì có thể đọc hiểu và deploy thử, chạy thử tất cả mấy thứ đấy. Và trên internet còn nhiều cái sample khác nữa. Đấy, thì đấy đó là cái môn số 2, là chính theo anh hiểu biết theo anh ấy, cái môn số 2 mới là cái môn trọng skill trọng tâm nhất của cái chứng chỉ. Các môn sau là chỉ là những môn ấy và thực hành thêm. Và đến môn số 5, tất nhiên là môn số 5 là môn cuối làm đồ án thì không nói. Nhưng mà cái skill với solidity với smart contract là cái rất là trọng tâm. Đấy, anh nói trước để các bạn đang học 301 thì cũng chuẩn bị cái tư thế để mình có bước vào cái môn số 2, 302 ấy, nó tập trung hơn. Còn các bạn đã 303 đã học xong rồi thì cũng thời gian vẫn quay lại nên làm thực hành tiếp với smart contract. Tại vì đấy là cái cốt lõi nhất. Ok, như là anh bị mute, anh nói lại chút xíu, anh summarize lại. Sau cái buổi này anh sẽ follow up tiếp Việt Anh, thì sẽ cần bên Hana sắp xếp một cái review về học với Việt Anh này, một mentor review. Anh sẽ kiểm tra cái get version em cần chỉ định không trong cái môn môn số 1 version. Và Hiền thì đang gặp vấn đề với làm bài tập 3 môn số 1 với MacBook đúng không? VMware.
Thịnh thì cần có một câu hỏi về test coverage, test smart contract. Ok, xem có những cái phiên hoàn hồi này. Nếu mà người không còn cái ấy thì mình chắc mình kết thúc cái buổi hôm nay ở đây nhỉ. Ok nhỉ, chắc mình kết thúc đúng không? À, vâng ạ, có bạn học viên nào còn có câu hỏi cho anh Việt được không? Nếu mà không có câu hỏi nào thì chắc là mình sẽ kết thúc ở đây. Có bốn cái follow-up tiếp ấy Mai, anh sẽ nó lại gửi lại cho Vâng em nhé. ạ, vâng em Mình sẽ cảm ơn follow-up anh. tiếp để cho Thì em. em sẽ sang Ok, good night mọi người.